Đội của Crazy Gaming và Jay One bắt đầu nổ súng, nhưng Aleo trả đàm lại cực kỳ gắt. Ngay lập tức Jay One đã bị bắt đi. Với cái thành viên cao đàm này thì sao đây? Còn mối tiếp theo gọi là Genius The One. Ngọc Tân bắt được Béo U thành công, cái tên thứ hai đang là người chơi Đeo Win. Và bây giờ thì Đeo Win cũng đã phải xuống xe rồi. Văn Nghị người có điểm kiểu Béo U nào tiếp tục đẩy ra một máu không đủ để chống trả nữa. Something else Đeo Win liên tục lên tiếng và đem về những điểm knock out dành cho đội KTV Genius The One. Và bây giờ thì Diamond Knight chỉ còn lại một cái tên duy nhất mà thôi. Ta đang có mặt ở một trận đấu cực kỳ là sôi nổi. Còn với Icarus Cyber Hải Phòng, tôi đã nói gì vì việc Kobe có thể đối được 1 đến 2 người. Trong pha này khiến ta cầm khẩu sọt can bắt được một người, những đối thủ đục cửa là quá rát. Và Icarus Cyber Hải Phòng bây giờ vẫn đang chưa muốn dừng lại. Họ nhìn thấy cái tên Crazy Gaming đi cắt ngang qua, tiếp tục là cả Zorn Esports. Một cuộc đua tìm đường vào bên trong vòng bò. Tạm thời thì các thành viên Icarus Cyber vòng chưa bắt được ai cả. Bây giờ thì đội của Zorn muốn công thẳng vào. Đây có phải quyết định sai lầm hay không nào? Quay xe rất nhanh đến từ tay viên của Sporen và Chí Duy. Drive by qua là chưa đủ để hạ gục đi được cái tên bên trong căn nhà kia. Cái góc cửa sổ đó mà drive by để có thể hạ gục đi đối phương thì đôi khi còn cần thêm cả một chút sự may mắn nữa. Bây giờ Chí Duy đang nhận phải lực sát thương trả ngược đến từ Icarus Cyber Hải Phòng. Bộ đôi JN cùng với thêm một cái tên nữa đằng sau lưng cũng đang đẩy tới. Sò chủ động bút flat băng qua và ngay lập tức JN có được cho mình từ một knock out. Đây khả năng cao sẽ là cái kết dành cho các thành viên bên phía của team, đó là Sporen Esports mà thôi. Và đúng ra đó là một cái chức vô địch dành cho team Sobrot ở trong tuần thi đấu thứ hai này. Vâng, không chỉ tuần tái đâu mà Fujin cũng đã nhờ tôi gửi đến lời dành cho Sobrot Esports về cái top 1 trong trận đấu này. Và không thể tin được các pháp sư chúng ta đang liên tục ra tay. Để xem rằng chúng ta sẽ có được một cục diện của trận đấu này như thế nào đây. Với Genius No One Something Else đang chờ được cứu lên, khi mà xung quanh vẫn đang có rất nhiều những đối thủ di chuyển cao, và đó là Crazy Gaming. Bắn vào là quá gắt và Đeo Win knock out với Aleo. Một tiếng táp qua khói và tìm thẳng đến cái đầu của Đeo Win. Một pha xử lý quá khó với Genius No One, đối thủ ép đến rồi và đây là Hoài Anh. Quá nhiều sự khó chịu từ phía xung quanh và Genius No One còn lại vị trí Something Else. Một tiếng nhấp nhả trên mỏm đồi và cũng đã bị lộ vị trí ra. Và Hoài Anh không phải tay mơ đâu, nhưng với Something Else, việc máy ta cũng có kỹ năng cao nhưng chỉ còn lại một mình là quá khó chờ đối phương. Nên tốt bắt được một người nhưng chưa confirm được, và đó là top 15 dành cho Genius No One. Góc mà hai team của phạm vi đã quá gần nhau và pha này thì có lẽ buộc phải chơi rồi. Nét quá tốt từ vị trí của So. Jet đã phải nằm. Người cứu được anh ta có thể sẽ là vị trí của Sapo và góc bắn ngay bên cạnh rồi. Nhấp nhả cực kỳ khéo léo nhưng phải chơi với hai vọng súng thì chưa bao giờ dễ cả. Và xem Sapo xử lý thế nào trong pha này đây. Bị trừ đi quá nhiều máu từ vị trí đối phương. Và đó là So khi tìm đến đầu Sapo, nhưng nét tốt của Sapo tham minh bắt luôn vị trí của So. Simon là người còn lại trong pha này. Rất khó để nói về cái thế trận khi mà còn lại một mình thì Simon côn là rất hay, nhưng bắn phải nói thật là trong một tình huống mà phải chơi với quá nhiều thành viên thì rất khó cho Simon. Và lần này Wyatt nếu có một quả nết tốt thì cũng sẽ tiễn Simon đi ngay lập tức, nhưng nết lại tìm đến tầng 2 chứ không phải là nết ở tầng 3. Rất đáng tiếc cho tình huống tham minh trả nết như vừa rồi, nhưng có vẻ Simon đang cố gắng chạm vào một người đồng đội. Mà quyết định của hai bên cũng sẽ hâu lại một chút thôi. Chưa phản tiếng đẩy, tôi đã thấy có người trèo vào phía bên trong cửa sổ. Đời ơi, đây hỏi đẩy đây rồi. Chưa, vẫn là một quyết định hầu lại. Thường ta thấy Long Ca hay đi mò, nhưng rõ ràng qua thời gian những cái lối chơi, những cái chiến thuật được bày ra nó khác đi thì đương nhiên sẽ có những sự thay đổi. Và vừa rồi thì Bảo đã mất xa vào và thêm cái vị trí của Jet nữa, và đó lại là Ninja IK, và đó toàn bộ là dành cho Ninja IK. Vì thì đã confirm đi mạng gục của So rồi, tiếp tục là Shin V hạ gục đi cái tên YS nên trả ra là dợp trời. Shin V có được thêm cho mình từ một knock out. Đội của Icarus Cyber Hải Phòng bây giờ chỉ còn lại một người duy nhất mà thôi. Thì Expandable cũng là điều tương tự. Không thì Expandable thì khá khẩm hơn một chút, họ có được cho mình hai thành viên. Nhưng vấn đề là chống trả làm sao được với cái sức tấn công cực kỳ khó chịu này đến từ Unicorn Phoenix Đà Nẵng đây, khi họ không có tín hiệu dừng lại. Câu trả lời nằm ở một đội tuyển khác, đó là Sobrot Esports, khi Đức Mỹ đã hạ gục đi Đạp Blue và cứu nguy phần nào dành cho cả TE cũng như Icarus Cyber Hải Phòng. Vâng, JN còn lại một chấm máu duy nhất, bắt được Levit xong thì JN cũng nằm ngay dạo súng của Chu. Thì Hùng Quỳnh lại đang yếu máu, họ cần thời gian để hồi lên cái điểm máu của mình. Cho một pha đẩy lên thì sẽ phải đẩy cực kỳ là nhanh. Và vừa rồi Levit đắp ai vị trí của Chu. Hùng vô địch có nghe được tiếng súng thôi cũng như cả footstep và nhấp nhả ra, thì đó là top 8 dành cho The Expendable. Đến từ thành viên của Unicorn Phoenix Đà Nẵng. Và bây giờ họ có cơ hội để có thêm khi mà Hùng vô địch đang nhìn thấy quá trời những cái tên đi. Cố gắng táp vào đội hình của các thành viên bên team Cerberus nhưng không thành công. Ở trong cái khu vực mà họ đã chọn
khi mà áp lực về bên phía Unicorn Phoenix Đà Nẵng vẫn là có, nhưng Đạt Blue xuất hiện với một cổ ôm trên tay và ngay lập tức nước Mỹ phải ra đi rồi. Có vẻ như tôi nói vẫn đang là hơi sớm, Đạt máu tụt là không phanh, và liệu rằng Đạt có được cứu hay không đây. Spirit nào cũng để Đạt Blue thành công, bộ đôi hùng vô địch cùng với Shin V thì không còn cơ hội để có thể cứu lại người đồng đội của mình nữa. Từ phía của Luxury Esports đi vào sẽ là góc mà họ phải chơi với cả Squad Rotation Gaming, và quyết định focus lại gần nhau hơn sẽ là quyết định ngay. Nhưng vừa rồi với Servus Esports, nét tốt của Marcus nấp ảo chí của Đức Mỹ, và chiếc xe nổ cũng khiến cho Đức Mỹ tạm biệt cuộc chơi này. Và bất ngờ thay, Servus lại sang đang nhìn sang phía của Yuri có vẻ đang cơ, và Shin V bỏ mạng đổi mạng xuất nhưng vô địch khi Hải Saki cũng đã phải nằm. Ui, quả nét, một quả nét không thể mỹ mãn hơn đến từ tên solo gì đã dứt điểm đi hùng vô địch. Còn bên phía bên kia thì Spell cũng có một quả nét đẹp không kém để gia tăng áp lực vào các thành viên Squad Rotation Gaming. Không còn Squad Rotation Gaming trên bản đồ nữa khi mà cả NBK cũng đã tìm được về cho mình một điểm kill. Chúng ta được thấy Thống Lê đã phải chơi lẻ từ đầu trận rồi. Subrut Esports thì còn solo gì? Crazy Gaming là một bộ đôi, bây giờ thì tự dưng các thành viên của Luxury Esports lại đang gặp khó. Họ bị bắt đi với tên Thống Lê. NBK thì tự đâm vào siêu phi và thành một tình huống 1v2 vs 1 vs 1 ạ. Khi mà anh ta đang bị áo bò hoàn toàn, những tên khác thì đều đang ở bên trong bò rồi. Solo gì bất ngờ đẩy lên và suýt chút nữa dứt điểm đi đội Crazy Gaming thành công, lại tiếp tục làm trái lựu đạn được táng ra. Và lần này thì đã có cho mình từng nốc đảo rồi. Marcus nằm xuống, tình huống đưa về là 1 vs 1 giữa vị trí của Solo gì cùng với Spirit. Nhưng quyết định của Spirit sẽ là cố gắng cứu lại người đồng đội của mình, với Solo gì thì là hồi phục lại những lượng máu đã mất, và để xem Solo gì còn quân bài tẩy nào trong tay của mình nữa hay không đây. Và như vậy là dấu chấm hết dành cho Crazy Gaming. Thống Lê tìm đến cái đầu của Spirit. Chúng ta chờ xem ai sẽ là người giành chiến thắng đây, khi mà Solo gì đã tận dụng những quả smoke cuối cùng để làm cái backup ảo dành bản thân mình rồi. Nhưng vị trí của anh ta vẫn đang bị khai thác đến từ các thành viên của Luxury Esports. Hai quả smoke vừa đủ để Solo gì có thể di chuyển ra phía những con xe mà Crazy Gaming trước đó đã bỏ lại. Những quả nét táng ra và các thành viên Luxury Esports là rất có ý đồ. Họ đọc được vị trí của Solo gì như một cuốn sách, và bây giờ chỉ còn lại một mình Thống Lê mà thôi. Nào, vị thần Ra trong thần thoại Ai Cập liệu có thể làm điều gì hay không đây. Một khẩu ốc trên tay Thống Lê không dùng, anh ta chủ động cầm M4 và solo em với đối phương. Vòng bò đang ép tới nơi, Thống Lê mù trắng xóa, không có cửa để thoát ra được khỏi pha xử lý này nữa. Và top 1 gọi tên Luxury Esports với 5 kill.